Bạn có đủ tự tin để đánh sếp không? Dạ em không đủ tự tin đâu ạ. Tại vì võ của em bây giờ chỉ ở mức độ là giữ gìn sức khỏe và biểu diễn thôi. Bạn nghĩ thế nào bạn có thể bay người lên đánh tung được cái chai nước này trên đầu tôi bằng đòn thủ trưởng? Vâng, cái phần vừa rồi là tôi biết là bạn chỉ biểu diễn qua như thế để rèn luyện sức khỏe thôi đúng không ạ? Vâng, với môn Muay Thái hay là bạn các môn võ bạn tập ấy, thì điều gì là quan trọng nhất với bạn? Em nghĩ là rèn luyện sức khỏe là quan trọng nhất. Tại vì nếu mà chúng ta không có sức khỏe thì sẽ không có một điều gì hết. Trong số các sếp ngồi dưới thì tôi cũng giới thiệu qua với bạn. Anh Tiến là trước có tập sumo, nhưng mà thời gian tập luyện không đủ, cân nặng chưa đủ, nên là hiện nay thì đã bỏ môn đấy rồi. Nhưng mà nói thêm luôn là hiện nay anh Tiến đang làm một tổ chức giáo dục mà 100% học sinh, sinh viên ở trong tổ chức đấy đều phải học võ. Bây giờ lãnh đạo gần 100.000 người ở dưới đều biết võ cả, thì đương nhiên là phó chủ tịch thì chắc cũng phải biết võ, hoặc là phải chạy nhanh. Nhưng mà anh Tiến, tôi nghĩ là chạy nhanh thì không phải là lợi thế của anh, nên chắc là phải biết võ. Em mời anh Tiến lên đây, anh em mình giao lưu tí nhỉ. Bạn có đủ tự tin để đánh sếp không? Dạ em không đủ tự tin đâu ạ. Tại vì võ của em bây giờ chỉ ở mức độ là giữ gìn sức khỏe và biểu diễn thôi. Vâng. Còn nếu mà dưới tay sếp thì không có lý do gì mà em có thể làm cho sếp bị thương được. Bạn một trong những Muay Thái thì đòn hay nhất là đòn cùi chỏ. Vâng, đúng không? Bạn nghĩ thế nào bạn có thể bay người lên đánh tung được cái chai nước này trên đầu tôi bằng đòn cùi chỏ? Anh ơi, thực ra chương trình thì cần phải có đủ 5 sếp thì bọn em mới có thể là đưa được quyết định ấy. Nên là anh có thể chọn cái nào nó dễ hơn tí. Tại vì là anh mà chọn thế, nhỡ bạn ấy ra tay hơi quá một chút thì em lại phải ngồi ở vị trí đấy, nó hơi phiền. Đây, bây giờ tôi sẽ để đây. Và bạn chỉ được dùng đòn cùi chỏ để làm sao đánh bung được chai nước. Từ từ anh hỏi tí, từ từ. Về mặt chuyên môn thì mình có cách để đánh rơi. Vâng, nhưng mà bằng chỏ. Đá thì dễ, nhưng mà đòn cùi chỏ thì không dễ. Không cần nhắm mắt đâu, cứ nhìn thẳng mà. Tức là em đỡ sợ hơn đấy. Vâng, anh nhắm mắt lại, bạn đỡ sợ hơn. Wow, đánh cực kỳ quyết liệt luôn. Quả đấy em không kịp luôn. Không quá hay luôn. Vâng.